Mời quý vị khán giả cùng theo dõi những thông tin mới nhất được đăng tải trên các báo số ra hôm nay. Thưa quý vị, dịch Covid-19 đầu năm 2021 đã khiến tốc độ tăng trưởng GDP quý 1 đạt 4,48%, thấp hơn mục tiêu đã đề ra. Vậy cơ hội nào để kinh tế năm 2021 bứt phá? Mời quý vị cùng theo dõi bài viết trên báo Tiền Phong. Để bảo đảm tốc độ tăng trưởng GDP 6,5% trong năm 2021, động lực tăng trưởng của nền kinh tế dựa vào ngành chế biến, chế tạo các chuyên gia cho rằng, cần đẩy nhanh đầu tư công, tạo cơ hội cho doanh nghiệp bứt phá. Bên cạnh đó để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, một trong những động lực tăng trưởng nền kinh tế, thì cơ quan chức năng cần có giải pháp nhằm bảo tồn được số lượng doanh nghiệp, hạn chế tỷ lệ doanh nghiệp đóng cửa, phá sản, trợ giúp doanh nghiệp chuyển đổi mô hình và phương hướng kinh doanh để phát triển. Thưa quý vị, nằm trong loạt bài ứng phó biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long, báo Nhân dân số ra hôm nay đăng tải bài 2, hiệu quả từ giải pháp công trình. Những năm qua, vùng đồng bằng sông Cửu Long đã được ngân sách đầu tư xây dựng nhiều công trình thủy lợi, một mặt phòng chống những tác động tiêu cực của quá trình biến đổi khí hậu, một mặt điều tiết nguồn nước giúp người nông dân chủ động trong sản xuất các mô hình nông nghiệp. Những công trình này đã và đang phát huy tốt tác dụng, đạt hiệu quả trong đầu tư. Nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn theo dõi trên trang nhất và trang năm. Tiếp theo là thông tin trên báo lao động. Sau hơn 15 năm nghiên cứu với rất nhiều lần lấy ý kiến, điều chỉnh quy hoạch, vị trí và thiết kế dự án ga ngầm C9 Venlo Hoàn Kiếm, tuyến được sắt đô thị số 2 đoạn Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo vẫn gây tranh cãi và đứng trước nguy cơ bị chậm tiến độ. Tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã kiến nghị Thủ tướng chấp thuận vị trí nhà ga C9 theo đúng dự án đầu tư và quy hoạch giao thông đã được phê duyệt đồng thời giao hà nội chủ trì phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch bộ giao thông vận tải và bộ xây dựng thống nhất các yếu tố điều kiện về kỹ thuật chạy tàu yêu cầu của luật di sản văn hóa để xác định cụ thể phạm vi các yêu cầu của lối lên xuống và các yêu cầu về kỹ thuật khác để thiết kế hạn chế ít nhất ảnh hưởng đến di tích lịch sử quốc gia đặc biệt hồ hoàn kiếm Thưa quý vị, tình trạng phải chen chúc xếp hàng hơn 1 giờ đồng hồ mới xong thủ tục soi chiếu tại sân bay Tân Sơn Nhất mấy ngày qua là phép thử đáng giá mang tính cảnh báo trước khi thị trường hàng không du lịch bùng nổ trở lại. Trung quanh vấn đề này, báo Thanh niên có bài viết Du lịch phập phòng lo sân bay. Theo bài viết, du lịch phát triển mở ra cơ hội lớn cho ngành hàng không, nhưng đồng thời cũng đặt ra bài toán cấp bách với hạ tầng hàng không về tăng trưởng dài hạn. Trước thời điểm Covid-19, nhiều sân bay tại các thành phố lớn đã duy trì tình trạng hoạt động quá công suất nhiều năm, nhưng không được mở rộng và cải thiện. Là đơn vị trực tiếp được giao quản lý 22 trên 23 cảng hàng không trên cả nước, lãnh đạo ACV cũng phải thừa nhận việc phát triển hạ tầng sân bay tại Việt Nam đang quá ý ạch, chạy theo sau và cản trở sự phát triển. Xin chuyển sang thông tin trên báo Giáo dục và Thời đại. Theo các chuyên gia dự thảo quy chế tuyển sinh 2021 có một số điểm mới theo hướng có lợi cho thí sinh. Tuy nhiên thí sinh cần cẩn trọng khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển, đồng thời lưu ý một số sai sót dễ gặp. Theo bài viết, năm nay thí sinh vẫn được đăng ký không giới hạn nguyện vọng. Tuy nhiên thí sinh không nên đăng ký quá nhiều vì khi phần mềm xét tuyển chạy, nếu đã trúng tuyển nguyện vọng 1 hoặc nguyện vọng 2, nguyện vọng tiếp sau sẽ không được xét. Ở một tuyển sinh năm trước, nhiều thí sinh xếp theo thứ tự ưu tiên ngành, trường dễ trúng tuyển lên trước những trường khó xuống dưới. Tuy nhiên đây cũng là sai lầm cần tránh. Thay vào đó các em nên sắp xếp lần lượt theo thứ tự ưu tiên giữa các nguyện vọng. Đây là điểm thí sinh cần lưu ý để tránh bị trượt oan những ngành nghề mà mình yêu thích.